Xin chào tất cả các bạn, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu lại cho các bạn một cái ICO mà đã làm mưa làm gió trong năm 2017 vừa rồi, là nó ít gần 10 lần so với giá mua ICO ban đầu, và hiện tại nó có giá ở trên CoinMarket là đây. Super May ha. Giá hiện tại của nó là 0,09 trên CoinMarket, và cái market cap của nó là 57 tỷ đô ha, 57 triệu đô nha các bạn ha, rất là lớn. Con số huy động tiền của nó rất là lớn, và volume giao dịch hiện trong 24 giờ đó là 13 triệu đô ha, và con số số mà giao dịch của nó là 600 triệu CMT, thì nó cung cấp rất là lớn. Do cái lượng cung cấp CMT lớn như thế này cho nên cái rate của nó hiện tại là khá là rẻ so với cái việc thì cái ISO này nè. Như mình có chia sẻ á, là năm 2017 á, khi mà nó mà đạt cao điểm của nó lên tới gần 0,9 tới 1 đô một cái ICO này ha, rất kinh khủng. Thì cái ISO này lên một số sàn lớn như là Huobi này, Bitnance OKX hoặc là Bitbox, Binance Coin, Bitfuse, tất cả các sàn lớn là nó đều list trên chỗ này ha, nó hãy có giao dịch mua bán trên tất cả các sàn lớn rồi, đặc biệt là sàn Huobi và Bitnance này. Hai sàn này thì mình ưa giao dịch, hai sàn này có volume cao nhất trong 24 giờ như bạn thấy nè. Và hiện tại á, thì Supermai thì nó đang test net, và hiện tại cái đồng coin này nó đang đang test net ha. Ở đây có một số thông tin trên 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 Bitcoin Hack hoặc là Bitcoin Hack Forum hoặc là Reddit Forum, thì ở đây là nó một số thông tin như các bạn thấy là cái việc test net này á, thì cho thấy cái đồng coin Supermai này nó nhanh gấp 100 lần so với cái nền tảng Ethereum này. Thì cái việc test net nhằm mục đích đó là đánh giá xem cái đồng coin đó là có chất lượng hay không, và có ứng ứng dụng để truyền tải thông tin và tín hiệu có nhanh chóng hay không. Thì Silvermine đang rất 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 là thành công trong trong việc test net này vào 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 ngày 30 tháng 3 ha. Thì Silvermine đang chuẩn chuẩn bị tất cả những cái cần thiết cho việc test net này vào ngày 30 tháng 3, và đang chạy một chương trình bonus cho việc test net này để tri ân những người mà đã mua đồng coin này. Thì tổng mà CMT này đã gây quỹ được là tới 84.000 ADR ha. Con số rất là khủng cho việc test net này. Thì đây là một cái cơ hội tuyệt vời. Đây là một cái cơ hội tuyệt vời cho các bạn có hướng đầu 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 tư và có thể x5 x10 trong vài bữa nữa ha. Chỉ còn nay là ngày 20, thấy này, nay là gần ngày 25 rồi, chỉ còn vài ngày nữa là tới ngày 30 thôi. Ngày 30 thì nó sẽ chạy test net cái đồng coin này. Thì như các bạn đã biết cái việc test net là sao? Việc test net là các bạn chỉ cần gắn cái đuôi và test net vào vào property, nhắm vào cái file này và chọn property, bấm test net và để cho nó chạy, thì nó sẽ cung cấp thông tin cho các bạn là coin đó đó ứng dụng như thế nào và chạy nhanh chạy chậm trên nền tảng blockchain ha. Thì xin cảm ơn tất cả các bạn. Thì trên đây là một số cái chia sẻ của mình về cái việc Supermai Testnet.
Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu hay mắc thì các bạn nhớ comment bên dưới video và inbox cho mình nếu có thắc mắc ha. Và mình sẽ cung cấp cho bạn các thông tin, một số thông tin về wallpaper, thêm enemies, contact của cái đồng coin này. Cái thì server mai thì nó cũng vẫn chạy cho nhìn bản blockchain ha, thì nó sẽ xây dựng một cái nền tảng mua bán trao đổi dựa trên công nghệ cái tên là e-commerce đấy. Trang của nó thì các bạn thì cái ISO này thì hiện tại thì các bạn không không sợ là cam hay không cam gì, tại vì hiện tại nó cũng đã lên một rất nhiều sàn lớn rồi, là biết nên đầu mình đầu video này mình cũng có giới thiệu toàn những là ISO nổi tiếng không ha, đây là đối tác của nó rất là nhiều đối tác lớn trong ngành ha. Thế mà thấy là mục đích chính của nó là tạo ra một cái network dành cho mọi người, và mọi người có thể mua bán trao đổi những cái hàng hóa trên đây, và giống như là BTC và Ethereum. Thì coin này nó đang có tham vọng rất là lớn và rất là tiềm năng ha. Thì nó đã sơn một số sàn giao dịch OK, Bitnance, Huobi, rất là nhiều sàn Bitbox. Thì ở trên mà có mắc kẹp thì nó chưa cập nhật kẹp những cái sàn mới mà nó mới lên này. Thì để contact với cái con này, các bạn có thể liên lạc họ qua email hoặc là qua cái Twitter, Facebook, LinkedIn hoặc là rất nhiều thông tin ở đây ha. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Thì mình kết thúc video đây.